Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 là một Hồng Y người Việt Nam của Giáo hội Công giáo Roma. Ông từng đảm trách vai trò Tổng Giám mục chính Tòa Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và thành viên Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Bộ Truyền giáo Tòa Thánh. Phạm Minh Mẫn sinh tại Hòa Thành, Cà Mau, thuộc giáo phận Cần Thơ. Từ năm 10 tuổi, cậu bé Mẫn đi theo con đường tu học của mình và theo học nhiều chủng viện, cho đến năm 1965 thì được thụ phong linh mục. Sau khi được thụ phong, linh mục Mẫn đảm nhiệm vai trò giáo sư cũng như giám đốc tiểu chủng viện Cái Răng, Cần Thơ. Năm 1968, giám mục Giacobbe Nguyễn Ngọc Quang cử ông đi du học tại Hoa Kỳ và đậu tiến sĩ về giáo dục năm 1971. Trở về Việt Nam, linh mục Mẫn tiếp tục làm giáo sư tiểu chủng viện Cái Răng. Từ năm 1974, ông là giám đốc tiểu chủng viện Á Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ. Và đến năm 1976 thì ông phụ trách việc đào tạo linh mục của giáo phận Cần Thơ. Năm 1988, ông được bổ nhiệm làm giám đốc tiên khởi của Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Tháng 2 năm 1993, Giáo hoàng Gioan Paolo II bổ nhiệm Phạm Minh Mẫn làm giám mục phó với quyền kế vị giáo phận Mỹ Tho. Lễ tấn phong giám mục được cử hành vào tháng 8 cùng năm tại Cần Thơ. Tháng 3 năm 1998, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo Giáo hoàng Gioan Paolo II đã bổ nhiệm giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn làm tổng giám mục của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 2003, Giáo hoàng Gioan Paolo II trao mũ Hồng Y và tước hiệu Hồng Y Linh Mục nhà thờ San Giustino cho Tổng giám mục Phạm Minh Mẫn. Sau khi được đưa vào danh sách các tân Hồng Y vào ngày 28 tháng 9 trước đó, tháng 11 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm thành viên Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích và Thánh Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican. Với tước vị Hồng Y, ông đi dự hai mật nghị Hồng Y vào năm 2005, chọn Giáo hoàng Biển Đức 16 và năm 2013, chọn Giáo hoàng Francisco. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Giáo hoàng Francisco chấp thuận đơn từ nhiệm chức Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh của Hồng Y Phạm Minh Mẫn vì lý do tuổi tác. Tổng giám mục phó là Phaolô Bùi Văn Đọc đương nhiên lên kế nhiệm ông. Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn sinh ngày 5 tháng 3 năm 1934 tại Hòa Thành, Cà Mau thuộc giáo phận Cần Thơ. Năm 1939, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, khi ấy là linh mục chính xứ Tắc Sậy, đến nhà thăm nhà cha mẹ của cậu bé Phạm Minh Mẫn thuộc họ đạo Cái Răng, Cà Mau. Trong cuộc gặp gỡ này, linh mục Diệp gợi ý cho cậu bé Mẫn được lên 6 tuổi thì nên cho vào nội trú dòng La San và 10 tuổi thì đưa vào tiểu chủng viện. Cũng từ sau buổi gặp gỡ giữa linh mục Diệp và gia đình Phạm Minh Mẫn, cậu bé Mẫn được chọn làm giúp lễ và nhiều lần giúp đỡ linh mục Diệp cử hành thánh lễ. Cha mẹ cậu cũng quyết định nghe theo lời khuyên của vị linh mục này. Lên 10 tuổi, Phạm Minh Mẫn được gia đình cho theo học tại tiểu chủng viện Cù Lao Riêng. 2 năm sau, cậu tiếp tục theo học tại Campuchia. Năm 1954, chủng sinh Phạm Minh Mẫn trở về Việt Nam và theo học triết học, thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau khi hoàn thành 2 năm học triết học, năm 1956, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu kinh phí cho các em học trung học, Phạm Minh Mẫn quyết định tạm dừng việc học khi ấy, về quê dạy học để kiếm tiền phụ chi phí, trả phí học hành cho các em mình, cho đến năm 1961. Cũng trong khoảng thời gian này, chủng sinh Phạm Minh Mẫn kiêm thêm nhiệm vụ là thầy giảng cho họ đạo Bạc Liêu. Sau đó trở về Sài Gòn, cậu tiếp tục học triết học, thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau quá trình tu học dài hạn, ngày 25 tháng 5 năm 1965, Phó tế Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn được thụ phong linh mục tại Cần Thơ bởi giám mục Giacobbe Nguyễn Ngọc Quang. Sau khi được truyền chức linh mục, Phạm Minh Mẫn được bổ nhiệm đảm trách vai trò giáo sư tiểu chủng viện Cái Răng Cần Thơ. Năm 1968, giám mục Giacobbe Nguyễn Ngọc Quang cử linh mục Mẫn đi du học tại Đại học Loyola, Los Angeles, Hoa Kỳ. 3 năm sau, trở về nước tiếp tục làm giáo sư tiểu chủng viện Cái Răng, Cần Thơ.
Từ năm 1974, ông đảm trách vai trò giám đốc tiểu chủng viện Á Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ, và đến năm 1976 thì ông phụ trách việc đào tạo linh mục của giáo phận Cần Thơ. Năm 1988, Phạm Minh Mẫn được bổ nhiệm làm giám đốc tiên khởi của Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ, một đại chủng viện liên giáo phận nhằm đào tạo linh mục cho giáo phận Cần Thơ, giáo phận Vĩnh Long và giáo phận Long Xuyên. Trong thời gian này, ông giảng dạy cho các chủng sinh sống tinh thần đối thoại trong yêu thương như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Trong khoảng thời gian cử đi giúp các sứ đạo khoảng một năm, các chủng sinh được khuyến khích tham gia hoặc có thể chủ động khai mở, vận động tổ chức các chương trình hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là trẻ em của các gia đình khó khăn và người lớn tuổi không nơi nương tựa. Ngày 22 tháng 3 năm 1993, Giáo hoàng Gioan Paolo II bổ nhiệm linh mục Gioan Battista Phạm Minh Mẫn làm giám mục phó với quyền kế vị giáo phận Mỹ Tho. Việc bổ nhiệm này được công bố sau đó vào ngày 15 tháng 3. Ngày 11 tháng 8, lễ tấn phong giám mục của ông được tổ chức tại khuôn viên Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ, với phần nghi thức chính được cử hành bởi giám mục chủ phong Emmanuele Phong Thuận, giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ. Hai giám mục phụ phong là giám mục Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, giám mục chính tòa giáo phận Đà Nẵng, và giám mục phó giáo phận Bắc Ninh là Jose Maria Nguyễn Quang Tuyến. Ngày 12 tháng 8, một ngày sau lễ tấn phong, tân giám mục Phạm Minh Mẫn chính thức về nhận chức giám mục phó giáo phận Mỹ Tho. Tân giám mục chọn cho mình câu châm ngôn: "Như thầy yêu thương." Nói về châm ngôn sau này khi đã hồi hưu, Phạm Minh Mẫn cho biết ông luôn nhấn mạnh điều này với các linh mục tại các giáo phận từng cai quản. Ông quan niệm Thiên Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau và đối thoại trong yêu thương. Ông cũng cho biết trong khoảng thời gian là giám mục đã qua, ông luôn cố gắng sống theo châm ngôn giám mục mình đã chọn: yêu thương tất cả mọi người và yêu thương không phân biệt, không loại trừ. Trong Đại hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 6, các giám mục Việt Nam bầu chọn giám mục Phạm Minh Mẫn giữ chức Phó Tổng Thư ký Giáo tỉnh Sài Gòn nhiệm kỳ 1995 đến 1998. Ngày 1 tháng 3 năm 1998, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo Giáo hoàng Gioan Paolo II đã bổ nhiệm giám mục Gioan Battista Phạm Minh Mẫn làm tổng giám mục của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Tin này về Việt Nam vào ngày 9 tháng 3. Một ngày sau đó, ngày 2 tháng 4, tân tổng giám mục chính thức nhậm chức tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 1 tháng 3, Tòa Thánh ra văn thư bổ nhiệm ông làm tổng giám mục chính Tòa Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư có đoạn: "Vì muốn cắt đặt một vị đứng đầu chăm lo việc thánh cho giáo phận chính Tòa Thành phố Hồ Chí Minh đã chống ngôi do cái chết của đấng cầm quyền của mình là Đức Phaolô Nguyễn Văn Bình, rất đáng được kính nhớ. Chúng tôi đã nghĩ rằng Ngài, người anh em đáng kính, được trang bị với những đức tính sáng giá và lịch lãm trong các công tác phải thi hành và thích hợp để chăn dắt giáo phận ấy. Vậy theo ý kiến của Thánh Bộ, lo việc giao giảng đức tin cho các dân tộc, chúng tôi lấy quyền Tòa Thánh tháo cởi Ngài khỏi dây ràng buộc của nhiệm vụ trước đây mà chúng tôi đã đề cập đến, và chúng tôi cắt đặt Ngài làm một tổng giám mục giáo phận chính Tòa Thành phố Hồ Chí Minh, ban cho Ngài mọi quyền hành và trao cho mọi nhiệm vụ." Tân Tổng giám mục Phạm Minh Mẫn cùng 18 vị tổng giám mục mới đến Roma tham dự nghi thức lãnh nhận dây pallium từ tay Giáo hoàng Gioan Paolo II vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 1998 và tham gia đồng tế một thánh lễ với Giáo hoàng. Buổi lễ này cũng có sự tham dự của một phái đoàn giáo hội chính thống do Tòa giáo chủ Constantinople gửi đến mừng bổn mạng của Giáo hội Công giáo Roma. Sau buổi lễ trao dây pallium, tất cả các tân giám mục tiếp kiến chung với Giáo hoàng vào sáng ngày 30 tháng 6. Ngày 28 tháng 9 năm 2003, Giáo hoàng Gioan Paolo II công bố vinh thăng 31 hồng y, trong đó có một hồng y được dự kiến. Danh sách 30 hồng y mới của Giáo hội Công giáo Roma gồm 7 vị ở giáo triều, 19 vị từ các tổng giáo phận trên thế giới và 4 vị là linh mục trên 80 tuổi. Tổng giáo mục Gioan Battista Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, được nêu tên trong danh sách ấy ở vị trí thứ 22. Nguồn tin từ hãng thông tấn AP truyền đi từ Hà Nội cho biết chính quyền Việt Nam không công nhận bổ nhiệm này. Ban tôn giáo cho biết Tòa Thánh không xin phép trước bổ nhiệm Tổng giám mục Mẫn làm hồng y,
Nhận định về việc này, AP nhận định thế giới sẽ phải ngạc nhiên khi còn những chính phủ yêu cầu giáo hoàng phải xin phép khi lựa chọn Hồng Y. Với việc bổ nhiệm này, Hồng Y Phạm Minh Mẫn là Hồng Y đầu tiên xuất thân từ miền Nam Việt Nam, cũng như là Hồng Y đầu tiên của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Tòa Thánh loan báo giáo hoàng Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức Tổng giám mục, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh của Hồng Y Phạm Minh Mẫn theo giáo luật 401 khoản 1, lý do tuổi tác. Tổng giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc đương nhiên lên kế nhiệm. Hồng Y Mẫn chính thức nghỉ hưu kể từ thời điểm này. Tổng cộng trong thời gian chính làm giám mục, Phạm Minh Mẫn đã truyền chức lại cho 300 linh mục. Trong thời gian làm tổng giám mục, ông là giám mục tái thiết các hoạt động đoàn hội giáo dân tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2014, tân tổng giám mục đô thành Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự lễ nhận chức vụ. Trong lễ có các nghi thức chuyển giao ngai tòa chức tổng giám mục cho tân tổng giám mục chính là Phaolô Đọc, từ người có tiền nhiệm là nguyên tổng giám mục Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Cùng đồng tế có các giám mục từ 26 giáo phận tại Việt Nam, cùng đông đảo các linh mục, tham dự có đông đảo giáo dân.